Số lượng nhà nuôi yến cũng tăng từ 8.300 nhà vào năm 2017 lên gấp khoảng 1,5 lần vào đầu năm 2020, tương đương với hơn 11.700 nhà. Tuy nhiên, việc nuôi chim yến chỉ phát triển mang tính tự phát là chủ yếu, chưa xây dựng kế hoạch sản xuất theo ngành hàng, chưa xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, chưa có giá trị cao đúng với giá trị thực vì chủ yếu xuất thô và tiểu ngạch. Ngoài ra, sản phẩm tổ yến cũng chưa truy xuất được nguồn gốc và chưa được tổ chức tiêu thụ theo chuỗi của một ngành hàng, nên thực tế vẫn chưa khai thác hết hiệu quả kinh tế từ sản phẩm này. Ủy ban Nhân dân thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai đang hỗ trợ một số hộ dân xây dựng sản phẩm tổ yến xào để tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh, đồng thời xây dựng thương hiệu yến xào Ayunpa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Để xây dựng thương hiệu yến xào Ayunpa, Ủy ban Nhân dân thị xã đã thuê một đơn vị xây dựng đề án quy hoạch vùng nuôi chim yến và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật khi nuôi. Đồng thời quy định, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2020, các cơ sở nuôi chim yến trong khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư phải chấm dứt hoạt động hoặc di rời đến đúng nơi quy định. Thống kê, trên địa bàn thị xã Ayunpa có 120 cơ sở nuôi yến, tăng hơn 30 cơ sở so với năm 2019. Hiệu quả kinh tế cao từ nghề nuôi chim yến đã khiến người dân phát triển ồ ạt theo hình thức tự phát, kéo theo nhiều hệ lụy như vấn đề ô nhiễm tiếng ồn từ loa dẫn dụ chim lắp trên nhà yến, đảm bảo an toàn dịch bệnh, v.v.